Hello, Mạnh Tiến xin kính chào tất cả anh chị em. Thì hôm nay mình xin test một mẫu sao cạc mới, sao cạc K3000 qua hiệu ứng autotune, bản nhạc remix anh em nhé. Xem có hay hơn không? Đây là giọng thường đấy. Thì các bạn hát giọng thường. Alo 6712. Đấy, bây giờ mình sẽ biến đổi qua hiệu ứng autotune để xem các bạn có thấy hay hơn không nhá. Ê, đa tiểu autotune này. Con này đặc biệt hơn một chút là nó có thể tăng giảm hiệu ứng autotune ở đây. Đấy, các bạn thấy hay thì nhớ vỗ tay cho phát nhá. Bây giờ em bắt đầu hát thử này. Ok chưa? Vỗ tay rồi đấy. Rồi bây giờ lên nhạc nhá. Đây, hát qua cái lối điện thoại nhá. Bluetooth luôn nhá. Đây, nghe thử remix nhá. Anh từng oán trách em rất nhiều. Sao ngày ấy bỏ anh trong vô điều. Anh từng nói với em rất nặng lời. Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu. Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan. Em nào dám gửi phần cho anh ai. Sai lầm lớn đấy. Thấy hay thì vỗ tay. Không hay thì cười cho mát. Mình cho các bạn thấy chưa? Ngoài hiệu ứng autotune ra rất là nhiều hiệu ứng khán giả mà rất hay. Các bạn ạ, rất hay, rất tuyệt vời. Đây, nhạc rất căng luôn. Đây, cái sao cạc mà mình có thể mà hát được 3 bích lai lê lai chim cùng một lúc. Rất là nhiều hướng hay, đẹp, tuyệt vời. Theo mình thấy cái sao cạc này nó cũng ok đấy. Đây, rút chỉnh âm lượng ở đây này. Vang nhiều, vang ít ở đây này. Đấy, ok không? Nhạc căng. Đấy, vừa rồi là mình đây mình hát thử hiệu ứng bình thường các bạn nhé. Đây hiệu ứng autotune. Đây hiệu ứng bình thường này. Đấy, này vào autotune nhé. Hát thử luôn này. Hát thử hiệu ứng bình thường này. Anh từng oán trách em rất nhiều. Sao ngày ấy để anh chống cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng nề. Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu. Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì đúng ấy anh quá xoan. Em lao dao gửi phận cho anh mai. Sai lầm lớn nhất với con trong cuộc đời là đánh mất em khi ta rời đôi người. Là muốn ấp ôm theo em cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được lỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em để đang nhau lòng thôi. Ok chưa, tuyệt vời cho các bạn. Thì vừa rồi là mình hát qua một hiệu ứng autotune. Đấy, thì các bạn thấy hay thì nhớ vỗ tay và like và chia sẻ giúp em. Không hay thì em cười cho em hát. Đây, đây, không hay cười cho em hát. Vừa rồi là mình test thử qua con K3000 này. Con này nó có pin, có thể mang đi mọi lúc mọi nơi. Anh em có thể chơi vui vẻ văn nghệ đều được anh em nhé. Thì các bạn nào thấy hay nhớ like, chia sẻ giúp Mạnh Tiến nhá. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Xin chào.